Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết, trong năm nay quân đội Nga đã kiểm soát khoảng 547 km lãnh thổ ở Ukraine và các lực lượng Ukraine hiện tại đang rút lui dọc theo chiến tuyến. Theo hãng tin Sputnik, quân đội Nga đã cắm cờ ở phía bắc của làng Rabotino sau khi buộc quân đội Ukraine rút khỏi khu vực này. Phần lớn lực lượng Ukraine đã rút khỏi ngôi làng. Tuy nhiên, một số ít vẫn ở lại để duy trì sự hiện diện tối thiểu. Rabotino được xem là ngôi làng mang tính biểu tượng với Ukraine vì đây là một trong số ít lãnh thổ mà Kiev giành được trong cuộc phản công bất thành vào mùa hè năm ngoái. Nga cũng đang tiếp tục giành thắng lợi ở bắc của Adiva, định hình mặt trận dọc theo khu định cư Ocheretino, Novoslovka và tiến vào Arkhangelsk, nơi hầu hết ngôi làng đã nằm dưới sự kiểm soát của Moscow. Tại khu vực Chasovia, các trận chiến tranh giành vị trí giữa Nga, Ukraine vẫn đang tiếp tục diễn ra. Thời gian gần đây, thì quân đội Nga đang tiến công từng bước nhằm mở rộng vùng kiểm soát và cải thiện các vị trí tiền tuyến của mình.